ở đây bồ tát có thể giải quyết được vấn đề biết rõ nhân và pháp đều từ tự tánh biến hiện ra tự tánh mê rồi mới có hiện tượng này xuất hiện tự tánh giác thì hiện tượng này cũng không chư phật bồ tát ở đây nói bồ tát pháp thân ứng hóa trong mười pháp giới mười pháp giới do nghiệp lực chúng ta biến hiện ra các ngài ở bất cứ đâu trong mười pháp giới đó bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu họ không mê họ luôn sáng suốt nghiệp chúng sinh tạo quả báo hiện tiền phật bồ tát giáo hóa họ như thế nào các ngài sẽ nói rõ ràng chi tiết về chân tướng sự thực giúp chúng sinh phá mê khai ngộ sau khi khai ngộ không mê nữa thì vấn đề liền được giải quyết chư phật bồ tát giúp đỡ chúng sinh Mục đích là lì khổ được vui Phương pháp là phá mê khai ngộ Quý vị phải hiểu được Lì khổ được vui là quả Khổ từ đâu mà có Khổ từ mê mà có Vui từ đâu mà có Từ ngộ mà ra Dùng phương pháp gì Để chỉ họ phá mê khai ngộ Đó là phải làm giáo dục Dạy học Quý vị không dạy học Thì làm sao họ khai ngộ được Vì vậy dạy học trở thành thứ quan trọng nhất Khi còn tại thế Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng kinh dạy học suốt 49 năm Chưa bao giờ nghỉ ngày nào Chưa có Thích Ca Mâu Ni Phật ngày ngày Ngài đều giảng Lấy đó là niềm vui Ngày nay chúng ta giảng 24 tiếng đồng hồ có đáng gì? Khi Phật còn tại thế, chúng ta nhận tính ít nhất một ngày, Ngài phải giảng 16 giờ. Nếu thêm cả làm gương thì đủ 24 giờ không gián đoạn. Chúng ta làm sao sánh được với Ngài? ngài dùng thân lời nói việc làm để giáo hóa quý vị nhìn thấy dáng vẻ của ngài liền giác ngộ rồi nghe được phật giảng pháp khai ngộ rồi sau khi ngộ quý vị liền rõ ràng vì thế tu hành là tu gì sửa đổi cho đúng hành vi tư tưởng của bản thân quý vị biết sai rồi nên sửa đổi sai trái gọi là tu hành Ngày nay mọi người đã hiểu sai hai chữ tu hành Cho rằng ăn chay là tu hành Tụng kinh là tu hành Lại Phật là tu hành Sai rồi Thế là không hiệu quả Không cứu vãn được tai nạn Cứu tai nạn Giống như ông Platen người Mỹ nói Ông đã đề xuất ba câu Đối phó với lời tiên tri Maya Về tai nạn năm 2012 Ông nói với mọi người rằng Nếu như người trên toàn thế giới Đều có thể nghiêm túc Bỏ ác làm lành Chính là Phật Pháp nói Đoạn ác tu thiện từ bỏ tất cả những thứ bất thiện phát huy rộng rãi những việc thiện bỏ ác làm lành câu thứ hai là cải tà quy chánh câu thứ ba là tâm niệm đoan chánh khởi tâm động niệm đều phù hợp với đạo đức luân lý nhân quả thì mới có thể hóa giải được tai nạn những lời ông ấy nói hoàn toàn giống với lời phật đã dạy ông ta không phải là một phật tử chưa từng tiếp xúc với phật giáo là một nhà khoa học chúng ta cho rằng phật giáo là mê tín vậy người ta là nhà khoa học nói quý vị có tin không Đệ tử nhà Phật thật là may mắn Nghe lời Phật dạy Lại nghe được những nhà khoa học hiện đại nói Có thể nói Nó làm tăng trưởng lòng tin của chúng ta Từ ba nghìn năm trước Đức Phật đã nói Gần đây các nhà khoa học nói Bladen nói những lời này Ở Sydney vào tháng 8 năm ngoái có mấy nhà khoa học hội thảo ở nơi đó đã thảo luận về vấn đề này